Các khán thính giả của Spider Room có suy nghĩ như thế nào về hai hình thức ghi chú bằng viết tay phổ biến cho học sinh từ cấp 1 tới cấp 3 và ghi chú bằng các thiết bị điện tử phổ biến trong môi trường đại học và công sở? Bạn quen thuộc với hình thức nào hơn? Hãy thử tìm hiểu hai nghiên cứu sau đây. Một nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy đã thu thập thông tin điện não đồ lên 30 sinh viên đại học trong khi họ viết tay, bút kỹ thuật số và gõ bàn phím. Kết quả cho thấy khả năng kết nối của các vùng não khác nhau đã tăng lên khi những người tham gia nghiên cứu viết bằng tay, trong khi không có thay đổi nào khi những người tham gia gõ phím. Một cuộc nghiên cứu khác của hai nhà khoa học tâm lý Pam Miller và Daniel Oppenheimer giữa hai nhóm học sinh khi nghe một bài giảng. Nhóm đầu tiên ghi chú vào sổ tay truyền thống. Nhóm thứ hai sử dụng thiết bị bàn phím để ghi chép. Sau đó, hai nhà khoa học kiểm tra về khả năng họ nhớ lại sự kiện và khả năng học tập các khái niệm của hai nhóm học sinh. Họ nhận ra rằng nhóm ghi chép sổ tay tỏ ra vượt trội hơn nhóm đánh máy về cả hai tiêu chí. Sau hai nghiên cứu chúng mình vừa đề cập, bạn có đặt ra thắc mắc rằng tại sao viết tay mặc dù chậm hơn gõ phím nhưng lại giúp học sinh học tập tốt hơn? Video này được chuyển thể từ bài viết Khoa học về nghệ thuật ghi chú, làm sao để nâng cao khả năng ghi nhớ và đọc hiểu của cây bút trường sở tại Spider Room sẽ mang đến câu trả lời cho những câu hỏi trên. Đồng thời, tác giả bài viết cũng đem tới một hướng dẫn vô cùng chi tiết về các hình thức ghi chú giúp nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin, nâng cao năng suất trong học tập và làm việc. Hãy cùng khám phá các nội dung tiếp theo để nắm vững bí kíp ghi chú sao cho thật hiệu quả nhé! Trước tiên, các bạn cần hiểu rằng khả năng ghi nhớ tốt phụ thuộc vào khả năng não bộ mã hóa thông tin theo nhiều chiều kích khác nhau. Và viết tay cũng là một hoạt động mã hóa thông tin phức tạp. Viết tay yêu cầu người cầm bút vừa suy nghĩ, vừa di chuyển cây bút trên giấy để tạo ra các ký tự riêng biệt. Trong khi đó, hành động gõ phím thì hoàn toàn tương tự nhau, không có sự phân biệt rõ ràng các ký tự so với viết tay. Mặt khác, viết tay đồng nghĩa với thu thập thông tin chậm chạp. Điều này bắt buộc người viết phải lắng nghe để chọn lọc từ ngữ cẩn thận hơn. Những người gõ phím có tốc độ ghi chép nhanh hơn, thu thập thông tin nhanh hơn, nhưng họ lại có xu hướng ghi chép toàn bộ nguyên văn của giảng viên. Như vậy, nhóm gõ phím tỏ ra thụ động hơn về mặt tư duy, một thiệt thòi lớn cho quá trình ghi nhớ thông tin và não bộ. Phía trên là những kết luận đối với nền giáo dục phương Tây, với đa số các học sinh sử dụng thiết bị điện tử để ghi chú. Những nỗ lực nghiên cứu này là bằng chứng cho thấy họ đang cố gắng bảo vệ sự hiệu quả trong học tập của việc viết tay. Còn đối với học sinh Việt Nam, những ghi chép tay hàng ngày tại trường lớp lại không giúp cho họ cảm thấy bản thân có siêu trí nhớ gì cả, bởi vì chúng ta đã quen với thói ghi chú thụ động, chúng ta chờ đợi giảng viên đọc hiểu, phân tích, rồi tóm tắt thông tin thay cho chúng ta. Như vậy, có thể kết luận, sự chủ động tìm hiểu kiến thức và lối tổ chức ghi chú mới là yếu tố quyết định cho quá trình hiểu và ghi nhớ kiến thức. Một, giới thiệu 3 phương pháp ghi chú. James Clear, vị tác giả cực kỳ nổi tiếng về cuốn sách Thói quen nguyên tử, cho rằng hành vi con người tuân theo quy luật nỗ lực ít nhất. Để giải thích quy luật, James cho rằng con người luôn tìm cách tiết kiệm năng lượng. Vì thế, những người thông minh thường tìm cách đặt ra một khuôn khổ môi trường để kích thích hành vi tốt. Ví như nhà xã hội học Niklas Luhmann, ông có xu hướng ghi chép thông tin từ sách và các tờ giấy nhỏ thay vì sổ tay, vì kích thước của một tờ giấy buộc tâm trí của ông phải đọc hiểu cẩn thận và ghi chép kiến thức một cách hàm súc có chọn lọc. Tương tự như vậy, các phương pháp ghi chú được đề cập sau đây cũng tuân theo quy luật nỗ lực ít nhất. Đó là những khuôn khổ buộc bạn phải ghi chú đúng cách và hiệu quả trong vô thức, thay vì phải để tâm trí của bạn phải chủ động tìm kiếm, sàng lọc và đắn đo để ghi làm sao cho đúng. 1. Phương pháp ghi chú Cornell. Là phương pháp ghi chú do giáo sư Walter Paul của Đại học Cornell phát minh vào những năm 1950. Ghi chú Cornell là phương pháp ghi chú phổ biến để ghi chép, sắp xếp và tóm tắt ghi chú, mang lại khả năng thấu hiểu tổng thể tốt hơn. Ngoài ra, quá trình ôn tập của học sinh cũng được cải thiện khi cấu trúc của phương pháp được thiết kế cho kỹ thuật Active Recall. Về cấu trúc, ghi chú Cornell khá là giống cấu trúc của một tờ giấy kiểm tra. Điểm khác biệt ở chỗ là ở dưới chân những tờ giấy được chừa một khoảng trống để tóm tắt kiến thức. Đầu tiên, hãy chọn mua một quyển vở có kích thước bằng với tờ giấy A4, sau đó chia tờ ghi chú theo hình sau. 3 dòng trên đầu tờ giấy để ghi tên bài giảng và ngày tháng, 5 đến 7 dòng dưới chân tờ giấy là phần tóm tắt kiến thức.
Tại phần thân tờ giấy, hãy chia nó thành hai cột. Cột trụ ở phía tay trái chiếm 30% là nơi ghi tiêu đề, keyword quan trọng và câu hỏi. Cột chính chiếm 70% là nơi ghi chép tất cả các ghi chú trong một bài giảng. Hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên là ghi chép. Vì cấu trúc của phương pháp Cornell chủ động giới hạn trang giấy, cho nên bạn phải ghi chép thông tin bằng các câu ngắn gọn. Cuối bài giảng, hãy xem lại một lượt các ý và tóm tắt chúng. Hành động tóm tắt cho thấy cái nhìn toàn diện và trình độ nghe hiểu của bạn về bài giảng. Thứ hai, đặt câu hỏi. Dựa trên các thông tin đã thu thập được từ tiết học, hãy biến chúng thành các câu hỏi ở cột ghi chú phụ. Việc tự đặt các câu hỏi mang lại khả năng tư duy sâu sắc, giúp làm rõ ý nghĩa và nhìn thấy được sợi dây liên kết giữa các thông tin. Việc tư duy dựa trên sự thắc mắc giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. Thứ ba, ôn tập bằng phương pháp Active Recall hay còn được biết đến với cái tên chủ động gợi nhớ. Active Recall là một kỹ thuật yêu cầu não bộ tích cực truy vấn thông tin dựa trên các câu hỏi. So với việc lặp lại thông tin một cách thụ động, Active Recall hiệu quả hơn nhiều lần trong việc củng cố trí nhớ dài hạn. Trong thời gian ôn tập, hãy ghi nhớ 1. Che toàn bộ cột chính chiếm 70% trang giấy. 2. Nhìn qua cột bên trái và đọc các câu hỏi, keyword, tiêu đề mang tính gợi nhớ thông tin. 3. Đọc thành tiếng những gì bạn nhớ được. 4. Kiểm tra lại đáp án nằm trong cột chính. Và 5. Quay lại bước đầu tiên cho đến khi bạn trả lời lưu loát các đáp án. Ưu và nhược điểm của phương pháp Cornell. Nhược điểm của phương pháp này là chủ động hạn chế không gian ghi chép. Người có nỗi sợ bỏ lỡ thông tin sẽ không thích phương pháp này. Bù lại, nhược điểm này lại là một ưu điểm cho những ai có sự tập trung cao độ khi nghe giảng. Họ thường nỗ lực hơn trong việc lắng nghe, quan sát, tóm tắt để mã hóa các thông tin quan trọng vào não bộ. Tất nhiên, khả năng tập trung cao độ và nỗ lực mã hóa thông tin đầu vào cũng cho thấy đây là quá trình ghi nhớ kiến thức sâu sắc. Đồng thời, bố cục trình bày của phương pháp làm nổi bật các khái niệm nhanh hơn, nên quá trình ôn tập hàng ngày về Active Recall sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn so với lối học thuộc lòng truyền thống. Vậy, bạn có thể tận dụng phương pháp này khi nào? Nếu bạn là người có nỗi sợ bỏ lỡ thông tin, bạn nên ghi chép thông tin theo phương pháp Outline truyền thống. Trong thời gian ôn tập hàng ngày, hãy dùng phương pháp Cornell để tóm tắt lại ý chính từ những gì bạn đã ghi chép trên giảng đường. Bạn cũng nên tận dụng phương pháp này trong khi nghe podcast và đọc sách. Bạn nên coi đây là nơi để tập luyện phương pháp Cornell trước khi bắt đầu áp dụng vào môi trường học tập. Ngoài việc viết tóm tắt đơn thuần, đừng quên đặt câu hỏi thắc mắc, đưa ra suy nghĩ và bình luận của riêng bạn dành cho giảng viên hay tác giả. 2. Phương pháp ghi chú outline, dàn ý, phác thảo. Như đã nói ở trong phần trước, bạn có thể ghi chú thoải mái bằng phương pháp outline nếu sợ bỏ lỡ thông tin. Outline là một phương pháp quen thuộc với bất kỳ học sinh nào. Ưu điểm của nó là trình bày chi tiết và trực quan, giúp các bạn có thể nắm bắt thông tin kịp thời với khả năng thuyết trình cường độ cao của giảng viên đại học. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Thiết lập tiêu đề chính. Đây là các thông tin lớn được giảng viên trình bày sẵn. Chúng được đánh dấu bằng số la mã hoặc chữ in hoa. Bước 2. Xác định tiêu đề phụ. Đây là chi tiết cụ thể hơn nhằm bổ sung cho tiêu đề chính. Hãy liệt kê các điểm phụ bằng cách sử dụng số hoặc chữ thường. Bước 3. Thêm các chi tiết và sự kiện. Hãy điền các ý chính có tác dụng giải thích cho tiêu đề phụ, nên liệt kê các thông tin này dưới dạng gạch đầu dòng. Ví dụ cũng là phần cần được bổ sung nếu như những thông tin ở dạng gạch đầu dòng trở nên quá trừu tượng. Bước 4. Ở cuối outline hoặc sau khi kết thúc một tiêu đề phụ, bạn có thể tóm tắt lại những gì bạn đã ghi chép và thêm đoạn văn phân tích cho thấy khả năng thấu hiểu của bạn. Ưu điểm của phương pháp này giúp bạn tổ chức thông tin theo cách hợp lý. Vì mắt người ưu tiên các đoạn văn bản nổi bật đứng đầu danh sách, nên phương pháp outline đã xây dựng một cấu trúc phân cấp kiến thức rộng đến sâu, từ sơ lược đến chi tiết, từ quan trọng đến không quan trọng. Tiếp đó, phương pháp outline còn hỗ trợ khả năng ghi chép có chọn lọc. Mỗi tiêu đề đều đại diện cho lượng thông tin định nghĩa nên nó. Vì vậy, những câu hỏi tiền nhận thức là cách tốt nhất thu hẹp phạm vi thu thập thông tin. Ngoài ra, phương pháp này còn dễ ôn tập vì chỉ tập trung vào giải thích các chi tiết để bạn hiểu thông tin, nên kiến thức càng dễ hiểu thì não bộ càng dễ ghi nhớ. Về nhược điểm, nó tập trung vào giải thích chi tiết và chặt chẽ nên dung lượng thông tin rất cao. Giống như việc bộ lọc nước cần thời gian để nước thẩm thấu xuống phía dưới, khi bạn đổ quá nhiều nước vào bình lọc trong thời gian ngắn thì nước sẽ tràn ra ngoài. Não bộ cũng vậy, nó cần thời gian tiêu hóa kiến thức nên việc học nhồi nhét một lượng lớn thông tin chỉ làm bạn mau quên kiến thức nó đi. Thật đáng tiếc là nền giáo dục truyền thống đang bắt buộc học sinh học thuộc lòng bằng phương pháp ghi chép mà mục đích ban đầu của nó là thấu hiểu kiến thức. Vậy, khi nào thì nên sử dụng phương pháp outline? Khi tiếp cận một chủ đề hoàn toàn mới hay chưa có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào cho bài giảng trước mắt, sử dụng phương pháp outline để ghi chép sẽ rất hữu ích.
Mặt khác, outline cũng có nghĩa là phác thảo hay dàn ý. Nên trước khi bắt đầu một bài tập lớn, bài thuyết trình, tôi dùng nó như là một danh sách chi tiết nhiệm vụ đại diện cho các mục tiêu nhỏ hơn. Mỗi lần hoàn thành một mục tiêu nguyên tử thì tôi lại có thêm động lực cho mục tiêu tiếp theo. Cứ như vậy, tôi dễ dàng hoàn thành các bài tập và dự án của mình. 3. Phương pháp ghi chú mind map. Nếu bạn là một người bị mắc hội chứng ADHD, thường cảm thấy bản thân có tính bốc đồng, khó khăn để tập trung hay làm việc riêng, thì việc tập trung là ngay bài giảng ôn tập với những dòng văn bản khó hiểu sẽ vô cùng khó khăn với bạn. Tuy nhiên, tiến sĩ Bruce D. Perry cho rằng các giáo viên đã sai trong việc cấm trẻ tự điều hòa tâm trí bằng cách làm việc riêng như bấm bút bi, vẽ vời khi nghe giảng hoặc khi nghe nhạc khi làm bài tập. Thực ra, hành động điều hòa này giúp thông tin đi lên vỏ não, nơi đảm nhận khả năng lĩnh hội kiến thức của con người. Phương pháp ghi chép bằng mind map có vẻ khả dĩ cho người mắc hội chứng kể trên, bởi vì mind map tập trung vào trình bày thông tin dưới dạng hình ảnh, phục vụ cho thế mạnh tiếp thu thông tin bằng thị giác. Đồng thời, hành động vẽ vời mind map giúp cho thân não giảm căng thẳng, điều này giúp cho thông tin dễ tiếp cận vào não. Vậy làm thế nào để ghi chú đúng cách bằng mind map? Đầu tiên, hãy chuẩn bị một tờ giấy trắng khổ ngang để tạo không gian đầy đủ cho việc vẽ các phần nhánh. Kế đến, cũng giống như phương pháp outline, mind map phân cấp thông tin thành tiêu đề chính, tiêu đề phụ và các ý. Nên dùng ít nhất 3 màu mực để phân biệt các từ khóa này. Tiếp theo, các phân nhánh nằm ở trung tâm sẽ dày hơn, càng ở phân cấp thấp hơn thì càng mảnh. Cuối cùng, hãy tập trung lắng nghe và tóm tắt thông tin thành cụm từ ngắn gọn theo cách hiểu của bạn. Ưu nhược điểm của phương pháp. Hành động vẽ vời sẽ giúp cho tâm trạng người vẽ giảm căng thẳng, từ đó thông tin được đưa lên vỏ não, phục vụ ưu thế tiếp nhận thông tin bằng thị giác của loài người. Ngoài ra, cấu trúc của mind map là phi tuyến tính, giúp linh động trong việc ghi chép thông tin. Về mặt bất lợi, phương pháp yêu cầu bạn phải hiểu và ghi nhớ thông tin phía sau các từ khóa quan trọng. Bạn sẽ tốn nhiều thời gian trong việc chỉnh sửa nếu bạn trình bày thông tin lộn xộn ngay từ đầu. Nên dùng mind map khi nào? Đầu tiên là khi ôn tập. Đây là lúc bạn cần ghi nhớ những chi tiết cấu trúc phức tạp hay một sự kiện có mối liên kết chồng chéo lên nhau. Thứ hai là lập kế hoạch cho các dự án như là bài thuyết trình, bài tập lớn, bài luận, vì mind map dễ cho thấy một bức tranh tổng thể của toàn bộ dự án, dễ dàng phân công xử lý các nhiệm vụ lớn nhờ các phân nhánh trẻ nhỏ. Chưa kể, phương pháp mind map linh động hơn so với outline trong việc chọn nhiệm vụ. Thứ ba là làm thuyết trình. Mind map khuyến khích giảm tải việc trình bày khái niệm dài dòng như outline, đặc biệt là không lặp lại thông tin. Tóm lại là nó tiết kiệm thời gian trình bày nội dung thuyết trình. Ngoài ra, khi bạn bị chất vấn bởi người nghe, bạn có thể tìm ngay trên mind map để xem là người đó muốn hỏi về điểm nào ở trong mind map. Như vậy, bạn sẽ không dễ bị đối phương lôi kéo ra khỏi chủ đề chính của buổi thuyết trình. Phần 2. 3 bước trước, trong và sau khi ghi chú. Từ trước đến nay thì các bạn đã từng nghe qua những câu chuyện nước đổ đầu vịt về việc tìm hiểu trước chương trình học như là đọc sách, soạn văn, dành ra một chút thời gian vào buổi tối để ôn tập lại những gì đã ghi chép. Hoặc cách học thật sự là tập trung nghe giảng để hiểu kiến thức thay vì cắm đầu ghi chép. Cơ mà chẳng có mấy học sinh nào lại tin lời thầy cô. Chắc có lẽ là vì kết quả về điểm số thường không đến ngay lập tức nên không học sinh nào quan tâm đến những lời khuyên đó. Thực chất, lời khuyên trên là có giá trị. Việc tìm hiểu trước kiến thức và ôn tập tại nhà là cơ hội để bạn hình thành những thông tin sẵn có trong đầu, bao gồm cả những kiến thức đã biết, kiến thức mới, có tính chất mơ hồ, cần được một buổi giảng của thầy cô tháo gỡ. Vậy làm thế nào để thực hiện 3 bước trước, trong và sau khi ghi chú? 1. Trước tiết học. Xem lại các bài giảng trước đó để nhìn thấy mối liên kết kiến thức giữa chúng. Từ đó hãy sắp xếp và tổ chức lại thông tin, kiểm tra chính tả và nghĩa của các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng. Đọc trước nội dung trong sách để nắm bắt các thông tin chưa biết và đã biết. Đối với thông tin chưa biết và các thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, hãy lên một danh sách câu hỏi dành cho giảng viên. Đương nhiên, một sự hoài nghi trong tâm trí luôn tự giúp chính nó tìm ra các đáp án quan trọng khi nghe giảng. 2. Trong tiết học. Đến sớm, tìm chỗ ngồi tốt ở các dãy đầu tiên. Vì sao? Bởi vì hệ thần kinh trung ương chỉ tiếp thu 126 mẫu thông tin trên giây đến từ 5 giác quan, sắc thái cảm xúc và những suy nghĩ nội tâm của bạn. Việc ngồi ở hàng ghế sau để tiếp thu những mẫu tin đến từ điện thoại, những suy nghĩ vẩn vơ hay là cuộc trò chuyện vô bổ chỉ làm giảm chất lượng tiếp thu của não bộ. Phân biệt được trong thời gian phát biểu của giảng viên thông qua giọng điệu nhấn mạnh ngôn từ và cách ăn nói vòng vo lặp lại của giảng viên. Đặc biệt, hãy để ý đến các từ nối trong phát ngôn của họ. Thứ nhất, luận điểm chính nằm ở sau 3 loại từ nối nhân quả, kết luận và trình tự. Nhân quả là các cụm từ như là vì vậy, do đó, kết quả là. Chúng thể hiện mối quan hệ giữa các hành động hoặc sự kiện.
Kết luận được thể hiện qua các cụm từ như là kết luận, tóm tắt, tổng thể, báo hiệu sự tóm tắt hoặc kết thúc cuộc thảo luận. Trình tự được thể hiện qua các cụm từ là đầu tiên, thứ hai, sau đó và cuối cùng, cho biết tiến trình của các bước trong danh sách hoặc quy trình. Thứ hai, kiến thức bổ sung thường nằm sau hai loại từ nối thêm vào và tương phản. Trong đó, những thông tin thêm vào là những từ như là hơn nữa và cũng như. Các thông tin có tính chất tương phản là tuy nhiên, mặt khác, mặc dù, đối lập với, biểu thị sự tương phản hoặc mâu thuẫn. Thứ ba là lời giải thích hoặc ví dụ cho luận điểm chính. Các từ khóa bao gồm ví như, ví dụ, tỉ dụ, để minh họa, có nghĩa là. Và để tiết kiệm thời gian, các bạn đừng quên sử dụng các ký hiệu đặc biệt và từ viết tắt trong việc ghi chú. Nếu giảng viên có nhắc thêm những tài liệu quan trọng khác hoặc những câu hỏi mở, rất có thể đây là những câu hỏi quan trọng nằm trong bài kiểm tra. Hãy ghi xuống vở những chi tiết này. Ở cuối tiết học, hãy hỏi giảng viên và bạn bè về những điều bạn muốn biết, muốn hiểu, kể cả trong và ngoài phạm vi kiến thức của buổi tiết giảng. Nhớ mượn vở của các bạn nữ để bổ sung kiến thức còn thiếu sót vì họ không cầu thả như bạn con trai. 3. Sau tiết học. Theo đường cong lãng quên Ebbinghaus, bạn chỉ còn nhớ 33,7% lượng kiến thức đã học sang một ngày. Nên là trong thời gian ôn tập hàng ngày, bạn nên viết một bản tóm tắt về những gì bạn ghi chép. Hành động tóm tắt là để ghi nhớ những gì bạn đã học, giúp bạn nhẹ gánh hơn trong những lần ôn tập sau. Tôi khuyến nghị bạn nên dùng phương pháp Cornell và Mind Map vì cả hai đều yêu cầu tóm tắt thông tin. Cornell tận dụng được phương pháp Active Recall, trong khi đó Mind Map phát huy thế mạnh về khả năng tiếp thu thông tin bằng thị giác của con người. 4. Bổ sung. Thời gian thích hợp để ôn tập và tìm hiểu cái mới. Về thời điểm ôn tập kiến thức cũ và tìm hiểu kiến thức mới, một nghiên cứu đã cho thấy buổi sáng và buổi trưa từ 6 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều là thời gian hoạt động mạnh của trí nhớ làm việc. Bạn sẽ tìm hiểu kiến thức mới tốt hơn vào buổi sáng. Trái lại, buổi chiều và buổi tối là thời gian hoạt động mạnh của trí nhớ dài hạn. Từ 3 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối, não bộ của bạn sẽ truy xuất ký ức tốt hơn. Vậy thì hãy ôn tập kiến thức cũ trong khung thời gian này. Nếu bạn là một cú đêm do gen quyết định, tức là những người cảm thấy não trước trán bị đứt bóng vào buổi sáng hay ngủ dậy trễ vào cuối tuần, thì bạn nên đảo ngược quá trình này. Trong một lần nghe podcast của Cal Newport, tác giả nổi tiếng về cuốn sách Deep Work, bàn về câu chuyện viết tay tốt cho não bộ, tôi tự hỏi, tại sao người phương Tây lại quá chú trọng vào một hành vi tầm thường và quen thuộc với học sinh sinh viên Việt Nam như vậy? Chúng ta viết tay hơn 12 năm, nhưng điểm số thì cũng không cải thiện cho lắm. Sau khi đào sâu vào vô số tài liệu, tôi nhận ra rằng người phương Tây đang cho con em của họ dùng sổ tay điện tử hoặc máy tính sách tay để ghi chép, nên họ cần phải bảo vệ việc viết tay truyền thống để giúp cải thiện khả năng học tập của trẻ. Nhưng điểm khác biệt ở đây là họ phổ biến rất nhiều phương pháp ghi chú để thay thế lối ghi chú cũ kỹ outline, một phương pháp được dùng sai cách cả trăm năm nay tại Việt Nam. Thay vì dùng outline để đọc hiểu thì lại bắt học sinh học thuộc lòng, còn ghi chú dành cho việc học thuộc lòng như là Cornell hay Mind Map thì chẳng được thầy cô phổ biến. Mong rằng việc bổ sung thêm 3 bước trước, trong và sau khi ghi chép sẽ giúp việc ôn tập lại kiến thức của các bạn chi tiết và hiệu quả hơn. Nó đại diện cho những lời khuyên hời hợt của giáo viên như là các em nên tìm hiểu trước, các em nên bỏ ra một chút thời gian mỗi tối để ôn tập. Cơ mà, lời khuyên đó chỉ có học sinh giỏi quan tâm và làm theo để đúc kết được kinh nghiệm tự học xương máu, còn bọn lười nhác thì xem đó là lời nói sáo rỗng. Đó là những phương pháp ghi chú hiệu quả được tác giả Trương Sở tại Spider Room mang đến. Hy vọng các khán thính giả của Spider Room thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!